Tèo 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 tèo. Ây dâu, Pikachu thông đít của Seiko và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Minecraft của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với Minecraft siêu Hexit, tạm thời đấy gọi như thế. Mình không biết nên gọi là vua Hexit hay siêu Hexit nữa. Thì nhưng mà biết lại là cuối tập trước mình đã bị chết. Chỗ mình chết tôi chỉ là chỗ này, ở dưới đây, chính là dưới cái làng này. Thì mình bị về đây, sau đó là mình đã trong thời gian mình offline, mình đã quay trở lại cái làng này, mình đặt cái giường ở đây và mình đã chạy bộ ở đây để mình kiếm thêm đồ, nghĩa là mình đã kiếm thêm giáp để mặc vào để có gì mình đi đánh hang sau. Và thực sự hay là mình kiếm được thêm rất là nhiều đồ mới. Các bạn có thể thấy là những cái đồ này rất là xịn đúng không? Nhưng mà cực kỳ dễ kiếm được các bạn. Nó ở trong những cái túi. Khi các bạn mà đánh được những cái con quái như là creeper hay là con nhện hay là cái gì đó thì nó rơi cho các bạn những cái túi cực kỳ hay và các bạn có thể mở ra những thứ đấy. Đó, nó khá là dễ và khá là buồn cười đấy các bạn. Đấy, vì thế mà mình đã mở được rất là nhiều đồ này. Đặc biệt là mình mở được ra một cái cúp kim cương có hiệu suất 4, chậm hỏng với cả gia tài. Đó, thì nói là offline thế thôi, chứ là cũng chỉ là mình stream đấy các bạn ạ. Mình stream ở trên Nemo ấy. Bạn nào mà muốn xem mình livestream ở trên Nemo với Minecraft nhiều thì các bạn có thể canh 7 giờ tối. Các bạn xem ở trên Nemo. Cái địa chỉ Nemo thì chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Đó, còn các bạn không biết thì thôi. Mình đã kiếm được 2 viên Hexico. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp cái hang này nha. Thực sự là mấy cái buổi livestream nó cũng không có gì đâu các bạn. Cũng chỉ là mình đi qua đi lại thôi. Và mình đi kiếm được cái gì hay hay, nó không liên quan đến cốt truyện thôi. Và mình đang tính đi cái hang này á, ở tập này. Đó, thì mình đã dừng cái buổi livestream đó và mình đi kim cương ấy anh em. Mình thấy các bạn nhá, cái kim cương của Hexit này ấy, kiếm cực kỳ dễ luôn. Kiếm dễ hơn cái kim cương của Hexit kia luôn đấy các bạn. Đấy, hôm qua mình cũng đi tính kiếm ít vàng thôi. Mày có mình có cúp gia tài chắc đập được nhiều kim cương lắm. Hiện tại mình đang có 7 kìa. Đập cái này được lên 9 không? 8 á. Ủa mình có gia tài mà. Nào, 10. Ồ đấy, được cộng 2 cái kìa thấy không? Kim cương của cái trò này, của cái Hexit này thì nó cũng rải rác ở khắp mọi nơi thôi. Và các bạn thấy mấy cái quặng của cái này nhìn rất buồn cười đúng không này? Đây là cái quặng sắt. Nó không phải là cái quặng giống bên kia nữa. Đây là cái mod của tương lai đấy các bạn. Mod là tương lai nó cũng sẽ ra những cái quặng như thế này. Nó sẽ không ra những cái quặng như thế kia nữa đâu. Không ra nguyên cái block đâu. Mà nó sẽ ra mấy cái khối như này. Không biết là các bạn có thể đặt dưới đất được không? Để mình tự đặt nhá. Hy vọng là không đặt ở dưới đất. Đúng rồi đấy. Mình thấy thế nó mới đúng chứ. Tự nhiên bây giờ chúng ta đập ra xong chúng ta đặt ở dưới đất thì nói làm gì nữa đúng không? Hiệu suất và độ mềm mại. Cái xẻng độ mềm mại thì dùng để đào cái gì nhỉ? Mình vẫn đang suy nghĩ cái xẻng độ mềm mại thì đào cái gì. Nói thật với các bạn là mấy cái hang ở dưới đây ấy, cực kỳ dễ kiếm kim cương luôn. Ồ, nhưng mà dưới đây không có gì hết. Mình nghĩ là chỉ cần trong tập này nếu mà mình may mắn đấy, mình có thể kiếm được một set đồ kim cương luôn. Và khi mà mình có đủ một set đồ kim cương thì chắc mình sẽ đi vào đánh tháp sau. Đó. Muốn đánh tháp được có đồ kim cương. Không biết là đánh mấy con Hydra cũng như là mấy con Gat mấy con kia nó có khó không. Mà dự là sẽ rất là khó đấy các bạn. Đây là dự đoán của mình nhá, sẽ rất là khó bởi vì là nó đánh không có liên tục như là cái bản kia đấy các bạn. Đánh không có liên tục như cái bản kia đó cho nên là đánh sẽ khá là khó. Và hiện tại là mình còn thiếu một cái quần nữa. Mình sẽ làm một cái quần kim cương luôn. À không, để mình xem kim cương có thể làm được cái gì nào. Hộp nhạc này. Kiếm kim cương. Các bạn nhìn thấy kiếm ở như kiểu là cái ống tiêm đấy các bạn. Tại sao là cái này không có resource pack gì luôn nha. Mà chả hiểu sao cái kiếm lại có hình này. Cái kim cương này có thể. Ồ, cái này là gì đấy? Diamond update kit. Xem nào. Cái này có thể. À, hiểu rồi. Có thể update đồ sắt thành đồ vàng hay đồ kim cương các bạn. Có thể update cái này thành kim cương này. Nếu như mình không nhầm. Cái này là sắt kim vàng đúng không? Hình như đúng rồi đấy các bạn. Đầu sắt vàng đúng không? Đúng rồi, sắt vàng ra update thành đồ kim cương. Nhưng mà một cái dương à? Cái này là một cái khối các bạn ạ. Một cái khối dextrose à. Vãi. Cái này là cái gì? Cái charm. Không biết cái charm gì, không biết cái charm này là cái gì. Ôi. Cái này giống cái tay đấm bốc các bạn. Cái này của mod Arthur này, map thiên đường à, cái này giống kiểu găng tay ấy nhỉ, cái bao tay ấy. Cái này là cái chi sờ, cái này dùng để xây nhà, để cắt những cái khối đẹp ấy, cái này cái cưa à. Cả một cái khiên nữa. Nói chung có rất là nhiều đồ, một con dao ngắn tay này. Ủi một cái búa. Một cái búa là đam 11 máu, với là tầm 5 trái tim à, 5 trái tim rưỡi. 5 trái tim rưỡi và tốc độ đánh là 0.9. Ủa, đánh cái 5 trái tim cũng phê nhỉ. Cái này cũng thế. Cái kiếm, ủa? Sắc, à cái này là cái cây khác, quên.
Cái này là cái cây khác nha mọi người. Tập trước mình cứ bị nhầm, mình nói là bất công nhưng mà thực sự là mình bị nhầm các bạn ạ. Đây là một cái loại cây khác và đan nó sẽ to hơn. Nói chung là có nhiều đồ quá. Một cái loại kéo như thế này các bạn. Kéo của mùa đông à? Kéo của mùa đông cái gì ấy? Nhìn nó buồn cười vậy. Có một cái dương, ủa, một cái dương kim cương. Chúng ta có thể làm dương kim cương bằng hai cách. Cách thứ nhất là làm từ dương vàng, cách thứ hai là làm từ dương sắt. Làm từ dương sắt thì chúng ta sẽ tốn 3 viên kim cương, và làm từ dương vàng chúng ta sẽ chỉ tốn 2 viên kim cương thôi. Ủa, mấy cái thể loại này nhìn lạ quá. Nói chung là cái mod này nó có nhiều thứ đấy các bạn. Cho nên là nó lạ là cũng đúng thôi. Cái búa này, cây búa này thì đam cũng khá là bự nhưng mà nó khá là đánh khá là chậm nha. Nhưng mà bù lại thì nó chỉ tốn 2 viên kim cương thôi. Cũng được. Cái này là cái bàn tay giống như kiểu là người sói đấy các bạn. Giống Wolverine á. Cái kiếm này thì nó cũng làm từ cái thứ vũ khí khác. Nó đam nó chỉ có ba trái tim thôi. Và mình không thích cái này lắm. Và cái này như là cũng là một cái loại ở đâu, cũng chỉ là gỗ bình thường thôi các bạn. Mình thích cái này hơn. Cái này đam 7.3. Không, cái này ngon nhất này. Diamond Hammer, chắc là mình sẽ làm cái Diamond Hammer bởi vì đam nó khá là to, tới 5 giọt máu rưỡi lần các bạn. Mình sẽ làm cái Diamond Hammer à, bởi vì là mình cũng có khá khá kim cương á. Ơ mà không biết cái gỗ bình thường có làm được không? Để mình thử lấy cái gỗ bình thường mình xem có làm được không. Hy vọng là làm được nhé. Chứ không làm được thì phải dùng cái gỗ kia mới làm được các bạn. Ê, hơi bị quá tay. Đây, mình thử làm xem có được hay không. Hy vọng là được. Trời ơi. Nào, kim cương 1, 2, 3. Đó. Cái búa này đam khá là to. Búa này đam tới tận 11 lận. Cái này chỉ có 6, nó gấp đôi luôn anh em. À, thực ra phải kiếm tốc đánh nó bao nhiêu nhỉ? 1.6. Kiếm này thì đánh nhanh hơn. Búa tất nhiên là đánh nó cua tay nó chậm hơn rồi đúng không mọi người? Mình sẽ làm một cái quần sắt nữa. Cứ để cái đống sắt ở đây. Mình sẽ làm một cái quần sắt nữa. Thực ra là bây giờ mình có rất là nhiều đồ. Mình không biết là mình sẽ cần những cái gì và những cái gì mà mình không cần nữa đấy các bạn. Nhận thấy là trên người của mình vô số đồ luôn. Và mình không biết là mình nên mang theo cái gì và những cái gì là không cần thiết. Mình sợ là lỡ mà mình vứt cái đồ không cần thiết là lại bị chửi. Thề luôn. Anh em toàn canh mình vứt làm những cái gì. Ủa? Làm những cái gì nó không cần thiết là anh em chửi mình liền luôn. Cái gì mình làm sai một tí anh em chửi mình. Vứt mấy cái hạt giống tạm ở đây ha. Vứt luôn đấy. Cái này cứ để giữ cái kit này đi để mốt update đồ kim cương sau. Đây, xẻng nhiều xẻng quá. Mình cũng chả cần xẻng đâu. Ngọc lưu ly, ngọc lục bảo. Thực sự là mình vẫn chưa biết là cái... Ủa, cái nồi gì hay này. Ủa, cái này nhìn đẹp quá. Không biết là có nên giữ lại không. Cả cái gì đây, Grand Stone. Nhiều đồ hay quá các bạn ơi. Cái cúp đó này. Sorry mọi người. Cái gì đây. Sực vải. Ôi vãi. Vải, vải. Ôi dồi ôi, tôi xin người. Ủa, cái gì đấy. Dương à. Sorry mọi người. Mình sẽ để cái này đây. Để cái này đây. Hesico mang bên người. Mấy cái này mình hiện tại mình chưa biết là công dụng là gì á. Bán luôn ha. À, cứ để đây à. Mình cứ để đây. Nếu lỡ mai mốt mà mình mà cần cái gì mình sẽ quay lại. Mình các bạn nói mình quay mình lấy à. Đây có một cái pending gay này. Nó ghi là fly. Đẩy và... Đẩy và đẩy con mob à. Hoặc... hoặc bắn ra tia sét khi trời mưa. Là sao? Các bạn thấy mình dịch có đúng không? Nếu các bạn thấy mình dịch sai thì các bạn cứ nói mình biết nhá. Đấy, mình sẽ tiếp thu bạn nào. Nó kêu là cái gì đấy. Nó kiểu đang quay tay thế. Vãi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. À không, trước khi đi qua thì mình sẽ phải đi kiếm thêm một ít gỗ đã. Và có một điều cực kỳ hay là mình nhận ra đấy. Là trời ơi, mình chưa có dìu. Vãi. Mình chưa có dìu các bạn ạ. Mình không biết đấy, cái gậy này giống gậy của Sakura thủ lĩnh những thẻ bài quá. Các bạn thấy có giống không? Mình thấy giống cái gậy của Sakura thủ lĩnh thẻ bài ghê luôn. Mình sẽ làm một cái rìu sắt thôi. Đồ kim cương, tính là kim cương thì bây giờ mình vẫn chưa biết là thực sự nó có hiếm hay không á. Ê hình như mình đứng à, mình tưởng mình xuống đây tự nhiên là uống nước nó no chứ. Ở cái bản này có mod chặt cây sẵn rồi. Mình sẽ chặt cây nhé. Đó. Và mình sẽ kiếm một cái hang để chui xuống. Vừa nãy mình có nhìn qua đây mình thấy có một cái hang ở đây. Đối diện với cái hang kia. Đấy, cái hang này. Mà mình có một điều khác là thắc mắc lại là mấy cái hang đây nhìn nó rất là nó cứ sao sao á. Không biết các bạn có để ý không? Mình thấy mấy cái hàng ở đây nó cứ sao sao. Ở đây có một cái con mắt này. Salamander này. Đó. Mình cứ thấy mấy cái hàng hàng nó cứ kiểu nó cứ nông nông thế nào các bạn. Đó. Nó không có sâu xuống. Nó không có sâu xuống. Mình nhìn nó cứ nông cạn thế nào á.
cái hàng này, cái buổi livestream mình vào thì thấy nó hơi sâu sâu một tí, nhưng mà mình cũng rất thất vọng vì nó chả có cái gì hết. Hay là mình đi tìm tòa tháp mình đánh thử nhờ, biết đâu mình đánh được tháp rồi. Mình có khá là quá trời đồ kim cương này, có cái búa này, búa thoa này, búa kim cương. Ok, mình thử thử xách cái búa kim cương đi đánh thử cái tháp và xem thế nào nha. Mình hy vọng là mình sẽ đánh được. Và mình ghét cái mod mà đồ ăn này, cái mod là ngán đồ ăn đấy các bạn. Khi mà chúng ta ngán là chúng ta ăn nó sẽ không có dấu hiệu của sự no nữa. Vì thế mình khá là ghét. Ok. Phải bơi bơi qua. Không có cái gậy bay ra. Gậy này không bay được nhỉ? Mình tưởng cái gậy này phải bay được cơ. Nó kêu là bắn nó sét vào trời mưa. Mình vẫn chưa hiểu lắm. Mà cái đánh hơi chậm các bạn ạ. Búa thò đánh hơi chậm. Hy vọng là kịp kịp quá chết mấy cái con mod trước khi mà chúng nó đập mình. Sorry mọi người nhé, mình vẫn còn đang hơi bị đau họng một tí cho nên là lâu lâu các bạn thể thấy mình ho hay là gì đó, hay là mình hắt xì gì đó. Hy vọng là các bạn có thể thông cảm cho mình. Còn ai không thông cảm thì thôi, mình không có ép các bạn phải thông cảm cho mình. Nhưng mà các bạn cũng đừng chửi mình, bởi vì là mình làm cho mọi người xem mà. Ui, trong đây sao nó có nhiều cái gì này? Ôi, zombie chưa gà, zombie các gà, mình giải cứu con gà, giải cứu chú gà, giải cứu mạnh nha, mạnh nha, mạnh nha anh em ơi, mạnh 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 mạnh. Mình nghĩ là mình có thể đánh tháp được rồi đấy, rồi đánh tháp vào trời tối luôn à? Được, ơi đấy cái này, mình sẽ cho các bạn xem đấy, mấy cái túi này các bạn thấy không? Túi đồ ăn này, mấy cái túi đồ này các bạn thấy không? Nó có rất là nhiều những cái túi như thế này đấy. Ê, ôi chết rồi! Thôi coi như chúng ta chưa nhìn thấy gì hết các bạn ạ. Đây là con gà ngoại đạo, con gà này không phải là con gà bình thường. Sorry mọi người, mình không cố tình. Và các bạn, mình nghĩ các bạn cũng sẽ làm thế thôi. Yên nghỉ nha gà. Ơi, mình không cố tình đâu các bạn ơi, mình nói thật đấy. Tại nó đấy, tại nó tự nhiên nó khiến mình bị giật mình. Chứ thực sự là mình không cố tình giết nó đâu. Trời ơi. Thế chứ bao nhiêu con gà nó khiến cho mình có cảm giác là mình trở thành người tội lỗi quá các bạn. Mấy con gà này rất mất dạy, nó toàn tìm cách để nó tự tử trước mặt mình thôi. Sau cái tự nhiên mình sẽ trở thành người có lỗi. Ê, con này từ đâu ra vậy? Từ đâu ra mày? Ui đấy. Và thấy rất là nhiều túi này. Rồi mình nghĩ là mình sẽ không có chỗ ngủ rồi. Này phải đi lên và đánh cái tháp này rồi. Xông lên, xông lên, xông lên. Xông lên, xông lên, xông lên. Xông lên, xông lên. Ui, mấy con này vác gậy luôn. Ui, nổ. Hay quá, nó nổ mất một cái kia rồi. Mày. Ui, từ từ mình phá, 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 nhẹ, nhẹ, nhẹ. Ui, nhẹ. Từ phá, 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 phá. Wow. Căng não quá anh em ơi. Ê, chết mất, chết mất, chết mất. Ăn đã hồi máu, ăn hồi máu. Uầy, mấy cái hàng này vẫn khó lắm. Thôi, cái hàng không có gì ở trong à? Đi đâu vậy? Hello. Con nhện. Để mình mở mấy cái túi ra xem có gì nha. Túi này là túi Ray. Ray gì? Ray. Ray loot bag. Đây là một cái túi khá là hiếm. Có một con dao bấm ở đây. Con dao bấm này có thể dùng để làm cái static. Cái static cũng ngon nha. Cái foreign core này là cái gì? Một cái quặng à? Quặng đóng băng à? Mình chưa hiểu lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình nên phải đi lên đã. Trước tiên là cần phải ăn cái gì đã các bạn ơi. Ăn cá đi. Cá tuyết. Ủa, thấy đấy, chơi rất khó. Nó không có dễ như mấy lần trước. Ui, boss này kìa. Ui, ui đông thế. Ua, ua, ua. Boss, boss, ua. Boss vàng, boss hoàng kim. Chạy 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 chạy. Ê, chạy 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 chạy. Ui các bạn ơi, sao yếu quá nhở. Ui, có cảm giác. Ua, ua. Ultra Airborne Skeleton The Sewing bà buổi. Mình nghĩ chữ cuối là chữ buổi, mình nghĩ vậy cho nên nó phải viết sao vậy các bạn ạ. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây thì lúc trước mình đã gọi là trong lúc ngủ mình đã để cái giường ở đây, bây giờ mình sẽ ngủ một giấc. Các bạn thấy không? Cái này nó PvP quá khó, các bạn có thể xem mình PvP rất là nhiều ở những cái trận đấu với là những cái con mod ở kia, cái con mod ở cái mấy cái Hexit 1.7.10 rồi. Và các bạn thấy là bản này cực PvP cực kỳ khó luôn. Ủa, Galactical Star có thể làm con mắt bằng cái này. Mình không hiểu con mắt này công dụng của nó là cái gì đấy. Và thực sự là cái này nó cũng không làm được cái gì hay đâu. Ở đây có mấy cái dương may mắn đây này, Lumber Brexack, không biết có gì ở trong không. Ui cái gì á? Mở ra được một cái cây gỗ ạ. Vãi. Mình mở cái dương cái ra được cây gỗ cái này sao? Hello. Mở ra được cái đĩa. Vãi. À, record có nghĩa là nó sẽ mở ra được những cái thứ mà
nó ghi lại các bạn ạ. Ủa như sao các bạn nhìn này, giáp của mình bị trừ 24, trừ 24, trừ 23, trừ 24 là sao? Mình không hiểu cái trừ là cái gì. À mình hiểu rồi. Có nghĩa là 165 trừ 141 bằng 24. Vậy là mình đã bị trừ 24 so với lại cái mức độ ban đầu. Đã hiểu chưa? Đấy, tính ra cũng dễ mà nhỉ. Con dao bấm này, con dao bấm này mình ta có thể làm cái sáp tích này này. Cái sáp tích này chúng ta có thể dùng để làm mấy cái giáo các bạn ạ, mấy ngọn giáo. Để xem mình làm cái ngọn giáo kim cương nó sẽ như thế nào. Nhưng mà đam thì ngọn giáo kim cương cái đam nó hơi bé nhỉ. Ngọn giáo kim cương đam nó hơi bé, chỉ có 7.3 thôi. Không có mạnh bằng cái ngọn búa kia. Ủa, con này thì sao? Cái này chúng ta có thể làm được những cái món đồ xịn hơn nữa. Và chắc chắn rồi. Phải không? Kim cương này cũng chỉ 7.3 thôi. Hơi khó hiểu. Nhưng hôm nay mình sẽ quay trở lại để mình giết cái con kia. Không biết các bạn có nhớ cái con đấy không? Cái con đã mang cho mình bao nhiêu tủi nhục của chính là cái con Z. Đấy, con vua Z ở chính ở chỗ này. Ở tập trước nó cào mình chết luôn. Tập ấy mình chưa có giáp. Hôm nay mình đã có giáp, mình sẽ quay trở lại và tiêu diệt nó. Ủa, giống như kiểu nó ăn mòn mọi thứ vậy các bạn. Mình sẽ cố gắng đi tìm mấy cái bộ đồ Hesico sớm nhất có thể. Hesit bản này khó quá. Hesit bản này khó quá. Nó không có dễ như cái Hesit bản cũ của mình. Bản cũ của mình chơi chuyên rồi các bạn. Cho nó rất là dễ. Đấy, tiếng ấy. Tiếng ấy các bạn nghe không? Đó. Không biết nó đang ở đâu ta. Mình nghĩ nó ở đâu đó quanh đây thôi. Mình vào mình dụ nó ha. Mình sợ đổi cả da gà rồi. Hello. Nó dưới kìa anh em thấy không? Đông lắm. Không phải chỉ một con mà rất đông các bạn ạ. Bọn làm gì ở dưới đây vậy nhỉ? Mình không hiểu bọn này làm gì ở dưới đây. Không biết nó canh giữ cái gì. Máu nó bao nhiêu ta? Ui, bắn lấy ra luôn. Ê, chạy chạy chạy. Úa được phát. À, úa được. Ê, nó bắn. Ê, bắn đau thế. Mình có giáp mà nó bắn xuyên giáp à? Ai nó bắn xuyên giáp các bạn ơi. Ê, đau. Trơm lại rồi anh em ơi. Nó mạnh vậy. Ui, nó bắn xuyên giáp. Mình cung không bắn vào người nó được. Và nó bắn xuyên giáp. Điều cực kỳ dã man luôn. Từ mình nghĩ là mình sẽ ăn táo. Ăn táo dai ăn dái tao. À nhầm, ăn táo dai nhầm. Ok. Hy vọng đừng có lên đây nha. Lên đây mất công mình giết nó nữa. Ủa, con này là phải gọi là con alien các bạn ạ. Dã man. Ôi con này như nó cũng không có nhiều máu lắm đâu. Mình nghĩ là mình có thể giết được các bạn. Ây à, từ từ bình tĩnh. Mình nghĩ là mình sẽ giết được. Nào, tao mày solo mày. Ê à, solo mày. Nó bắn anh 3 máu các bạn ạ. Nào, à, ngó từ hướng này qua. Sơ, công phượng né ngay. Mày nhơn. Đấy các bạn thấy không, cái khả năng PB của mình đã được cảnh giới cao nhất rồi. Hello. Mày hả? Trốn ở nhà, đấy các bạn thấy chưa. Mình PB hay chưa. Mày hả? Ê, chú. Mày nhơn. Mình giết nó rồi các bạn. Vậy, mình không ngờ mình có thể đỉnh cấp vậy. Cái gì đấy? Circuit O gì á? Nó không đập được. Mình dùng cái này đập thôi. Hay là dùng xẻng đập nhỉ? Mình thử dùng cái xẻng nào. Dùng cái xẻng đào xem nó có ra không? Không được các bạn ạ. Mình không biết cái đây là cái gì. Nhưng mà mình được một cái túi thế này. Đấy. Cứ đánh là được túi à? Túi này là túi thường. Túi thường thì mấy cái đồ linh tinh. Không cần thiết lắm. Quăng đi. Mình nghĩ là mình xuống trêu chúng nó tiếp. Chứ nó có cả một cái hang thôi mà. Rất nhiều luôn. Vừa mình chỉ dụ được một con ra thôi. Hello. Mình cầm từ cái cây này nào. Cây này bao đam ta? Cây chỉ có 7 đam thôi. Và hiện tại cái cây mình đang cầm là xịn nhất luôn. Cái búa mình đang cầm là xịn nhất luôn. Ủa cái búa của mình sao mình nó để đến đây rồi ta? Mình tưởng mất cây búa cơ. Hello. Còn mấy con ở dưới ta? Hình như chỉ còn tầm 2 con thôi anh em. Ê con à. À con láo. Đây này mày. Đây tao mày solo mày. Trẻ trâu à mày. Trẻ trâu à mày. À con này không biết nhổ bọt. Trẻ trâu à mày. Không đụng vào người chú đê. Rồi mình bắt đầu mình. Hình như chỉ còn một con nữa đấy các bạn. Để vào xem nào. Ủa còn đông lắm. Hình như nó còn tự đẻ ra nữa hay sao các bạn. Đây chỗ gì ấy nhỉ? Trong kia là cái gì ấy?
Nhìn tởm dã man luôn các bạn. Mình có đuốc không? Để mình cắm đuốc vào. Ew. Ê, nó tấn công mình, chạy. Phải. Ok, mình sẽ không đụng chạm gì bọn nó nữa nha. Mặc dù mình không biết chúng nó là cái thể thống công rãnh gì. Vậy. Lần đầu tiên mình chơi Exit thì mình gặp mấy cái con như này đấy các bạn. Mình cũng chả biết nó là cái con gì nữa. Nhưng mà thôi kệ. Nãy giờ cái mục tiêu của mình là đi kiếm một cái hang để kiếm kim cương. Nhưng mà đi ra một hồi là cái thành đánh tháp. Thì thôi mình sẽ vào cái tháp mình đánh luôn. Tự tiện thể thì ở đây nó có một cái tháp khá là gần này. Vào đánh tiện thể là có gì ngon thì lấy. Ôi mình ghét ăn mấy cái này ghê luôn. Ăn mấy cái này một hồi nữa đói, một hồi nữa đói. Nhanh đói dã man luôn đấy các bạn. Ok vào cái tháp ở trước nào. Mày ơi. Down. Ok down. Yes. Food bag. Khá là thuận tiện nha. Đi tầng 1 vậy là khá thuận tiện. Mình chỉ sợ gặp boss thôi. Mình hy vọng sẽ không có boss. Ơi đi trời sáng thì ngon hơn đấy các bạn. Đi trời sáng thì quái sẽ khó xuất hiện. Ôi mới nói xong. Nhưng mà phải công nhận các bạn là cái dìu này của mình cực mạnh luôn. Mình xách cái dìu kim cương đi đại chiến tháp. Hello, con nhện. Con nhện mày. Con nhện mày. Ấy, con nhện mày. À, được túi vàng. Được túi vàng, được túi vàng. Từ đào cái này đã. Khá là easy các bạn. Đi tháp buổi sáng nó sẽ đơn giản nó rất là nhiều. Đây mình sẽ ui có giáp kim cương rồi. Sogon Flesh, thịt của con đấy sao đấy các bạn? Hình như ui. Đây là bọn alien rồi. Bọn sâu con này là alien rồi anh em ơi. Bọn đấy mấy cái con đấy là mấy con alien này, như là làm được mấy đồ alien gì này. Nhìn ghê vãi. Ghê vãi tè. Cái này toàn chữ đi tiếng gì thôi. Nhìn chả hiểu gì. Cái gì? Seret gạch gì đấy. Gạch Seret gì đấy. Ôi cái này cũng chả cần đâu. Mấy gạch đéo ấy mà. Xương à. À được cái quần xịn này. Ủa che lê ke gì đấy. Ủa. Ủa làm được cái gậy thì nhìn tớm đấy. Làm được cả mắt nhện nữa. Cái cuốn sách kia mình không biết công dụng nó là gì nha. Mình thấy rất nhiều ở những cái series của mình rồi. Nhưng mình không biết công dụng nó là gì các bạn ạ. Để xem nào. Mở cái này xem. Ui Legendary. Mở ra. Ui được. Ui. Ui. Ui được cái dìu xịn đấy. Dìu này bao đam? 13 đam. Ôi dìu này nhưng mà nó hồi hơi lâu rồi. Kệ. Dìu này có vẻ xịn đấy. Ui, ui cái gì đấy? Mày. Ui cái dìu này bừa người được anh em. Đây mới chính thức là cái Stormbreaker. Stormbreaker của Thor à? Stormbreaker. Ui. Ê. Phai đạn. Chết quả xàm vãi. Ok mấy thím, tôi đã quay trở lại rồi đây. Đậu phộng. Thực sự là cái này chém nó hơi bị yếu. À không phải chém hơi yếu, chém nó rất mạnh nhưng mà bọn quái vật rất đông ấy, mình không thể chém liên tục được. Cái này thì có thể chém liên tục nhiều được này. Nhưng mà cái vừa đấy thì chắc không liên tục được. Đấy, cái này chúng ta có thể chém liên tục được. Nhưng mà vẫn phải nghỉ nha mọi người. Vẫn phải có một khoảng nghỉ nha. Chứ không phải là các bạn chém cứ thế mà chém đâu. Đó. Đấy chính là cái hang, cái chỗ hồi nãy mình té xuống. Đi không để ý cái là té luôn. Rất nhiều kiếm linh tinh ở đây. Không cần. Cái này thì đam rất là to. Đam mình phải công nhận. Ôi. Ê sao con này dưới đây đây. Vãi. Đâu ra mày? Ê à, đâu ra mày? Ê đâu ra mày? Chú đánh mình từ hướng nào? Ôi. Chú đánh mình từ hướng nào vậy? Mình chưa có quen PB kiểu này lắm. Ôi, ơi, đâu ra mày? Đâu ra từ bay? Ơ, đây là cúp sắt mà. Nhiệm vụ quái gì vậy? Ôi. Chuyện đâu ra quá trời luôn các bạn. Này. Ôi, nó nhảy xuống dưới. Ui được cái đầu zombie sợ vậy. Mày. Ui sao chúng nó nhảy xuống dưới đông thế? Mấy cái giường từ từ để mình lên mình đào cái kia đã. Đào cúp đã. Ôi trời bắt đầu sẩm tối rồi các bạn ơi. Ê đừng té. Ê từ từ pi. Ủa. Khó quá. Rồi mình lại quay trở lại cái chỗ lồng đèn trung thu, chỗ con cu phù thủy này thêm một lần nữa các bạn ạ. Thực sự ấy là mình chưa quen cách PVP mới này cho nên rất là cuống tay các bạn nhá. Cực kỳ cuống tay luôn. Phải từ từ, chắc phải từ từ chúng ta mới quen với cách PVP mới này. Và không biết nãy giờ mình chết bao mạng ở đây rồi. Ui đây. Thì là cái chỗ này đây. Rồi mình sẽ lên mình chém nhẹ con này cái. Bây giờ trời nó có về mình ngủ qua một cái rồi. Rồi mình sẽ đào mấy cái này đã. Mình muốn đại chiến thử con boss golem một lần xem thế nào. Đây mình sẽ đi lấy mấy cái túi đã. Đáp cái này ra. Có mấy cái túi xanh xanh kìa. Tí nữa mở sau. Mình rất là thích mấy cái túi này các bạn ạ. Vì thế là mình phải cố gắng thu thập. Ui cái gì đấy? Mày đứng đây mày nhìn tao. Một dìu.
Ui, sao có nhiều loại túi vậy ta? À, túi này túi ghẻ anh em ơi. Túi túi màu trắng là túi ghẻ. Đầu. Đây, đây túi màu xanh nha. Uncommon. Common là túi thường, uncommon là không bình thường à? Ấy à. Nào bắn tao. Hello. Mình sẽ chui ở đây. Ủa đồng thế. Tự nhiên chúng ta ra đống ấy nhỉ? Hello, từ từ bình tĩnh. Ấy à, đâu ấy? Sao nó tấn công mình từ phía dưới lên nữa này? Khó hiểu vậy. Ê, đừng giết tao. Ok, mình ăn cái đã. Ui, mình nói thật đấy bạn. Mình mà chơi cái này series này xong, sau khi mình chơi xong cái series này, mình chắc chắn đấy bạn nào, mình rất là pro PB luôn. Mày, mày. Như có đứa nấp vào đây. Nấp, nấp vào mày. Ê, đâu ra đấy bạn? Ê. Ui, kim cương. Ngon, áo sắt. Từ mình nhớ là đấy có một cái quần sắt ở đây. Có một cái màu xanh này chắc là xịn hơn. Ray, Ray là hiếm. Hiếm mà chắc phải ngon hơn chứ đúng không? Mình sẽ lấy cái quần này vào. Đáp cái quần đi. Sự là có rất là nhiều đồ ở đây các bạn. Mình không biết đồ nào thực sự là cần thiết, đồ nào không thực sự cần thiết thì mình cứ quăng bừa đi à. Cứ quăng bừa đi. Nếu các bạn mà thấy mình quăng lỡ quăng cái gì các bạn cứ comment. Tập sau mình sẽ vào mình lấy lại ấy. Bây giờ mình tập trung nhặt mấy cái túi ấy. Mình rất là thích mấy cái túi ấy. Mình muốn mở mấy cái túi ấy, xem bên trong có như thế nào ấy. Ok, không biết là sắp lên tới, tới tầng cao nhất chưa. Tầng ấy, trẻ trâu. Ui, trẻ trâu. Ui, trẻ trâu manh động. Trẻ trâu manh động. Trẻ trâu manh động mày. Trẻ trâu trẻ. Ua. Vai, sao con trẻ trâu nó manh động ghê vậy? Mình không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên ấy, với cái sự lì lợm của mình ấy, mình quyết tâm là mình sẽ chinh phục cái tháp này cho các bạn xem. À, hình như mình mới đi được có nửa cái tháp thôi hay sao ấy. Mình mới đi được nửa cái tháp thôi, mình chết bao lần rồi. Sợ thật. Và có lẽ là nếu lần này mình chết thì mình sẽ dừng lại, mình nghĩ vậy. Ôi. Thằng trẻ trâu nó giết mình một cách tàn nhẫn. Ủa. Hello, hello. Thực sự là mình nên cầm cái rìu này. Nói thật, mình nên cầm cái rìu này bởi vì cái rìu này ấy đánh nó liên tục được. Còn cái rìu to kia đánh nó không liên tục được các bạn ạ. Nó không có quen PV mà không quen là thua ngay. Rồi. Bây giờ con bảo là mình còn chưa có quen cách PV đấy các bạn. Ui, con mũ xịn này. Thôi, lên luôn. Ui, đông lắm. Mình vừa nhảy vừa PP, vừa nhảy vừa chép, đam to hơn. Ui. Ui, đông dã man luôn các bạn ơi. Từ phía dưới kẻ nào cũng có. Từ phía dưới. Từ phía dưới. Ui. Form phía dưới quyết lớp, form phía dưới quyết lớp. Ui, đông quá. Mày. Đào. Ui vẫn còn. Ui, sắp tới boss rồi. Kìa, hết tầng này hết tầng ở trên tới boss rồi đúng không? Mình không nhầm. Ồ, ơi có một cái dương khá ngon. Mình sẽ lấy cái dương này. Cái cô bác ít là gì nhỉ? O bác này. Đây là một cái dương à. Hình như là mấy cái dương này sẽ có đồ ở trong hay sao á? Mở ra nào. Đúng rồi, có thịt. À, bốn nạn. À thịt thỏ, mình tưởng thịt gà. Ừ. Có là thịt thỏ, thịt gà luôn. Ok. Mình nghĩ là mình nên ăn. Cố lên, sắp xong rồi các bạn ơi. Ít nhất là chúng ta phải chinh phục được cái hang chứ đúng không? Ê à. Trời, sao nó bắt đầu vậy? No. Bình tĩnh rồi. Bình tĩnh thôi. Bố nó mạnh quá. Mày. Ăn đã. Ôi, khó dã man luôn các bạn ơi. Các bạn có thể nghĩ là nó sẽ rất là dễ. Ôi, bot. Rồi, nó xuất hiện cả bot ở đây nữa. Hello. À, mày bị vướng à mày? Bị vướng. Ui, sao mày tấn công rồi mày mất máu ta? Ây à. Ôi, cái này đập được cả đá nữa anh em. Vãi. Cái búa này của mình đập được cả đá các bạn ạ. Wow, búa thần đấy. Búa đập được cả đá vậy nó sẽ đập được cả cái chỗ kia rồi. Chắc chắn luôn. Ôi, mình phát hiện mới, búa đập đá. Bây giờ phát hiện được cái búa này của mình đập được đá các bạn ạ. Wow, vậy đập cái này không? Ủa cái này, với cái này mang đi PK được đấy các bạn. Đập cái này đã. Ê, ui, anh ơi, ui, ui, mày thế. Ua, tí chết. Ơi cái búa của mình đập được đá vậy là mình có thể. Ui, có một cái túi vàng này sao mình không để ý ta. Ui, ê, tự nhiên mình đánh nữa. Thế sao mình không nên đánh nó? Ừ, cũng được. Một cái túi vàng ở đây. Mình nghĩ là, ui, mình nhiều túi lắm rồi. À, artifact gì ấy, mình không biết. Ui, nhiều túi quá các bạn. Đánh này quá trời túi luôn. Mà con thây mà ở trên đây. Một gõ. Khá là phê. Ui. Vậy là mình sẽ.
Ừ, mình sẽ ăn để hồi đầy máu đã. Hồi hộp quá ta. Hài hạp cắt ta. Lâu quá không đánh boss rồi. Quay trở lại. Wow. Surprise. À mình biết rồi. Khi từ từ, mình phải đáp hết đồ đi. Đúng rồi. Kinh nghiệm chơi game của mình ấy là chúng ta sẽ đáp hết đồ đi này. Đấy. Đáp hết sạch luôn. Đó, đáp hết. Đáp hết. Đáp luôn. Đáp. Tại sao phải đáp? Bây giờ mình sẽ lên đấy. Từ từ. Đáp hết mấy cái này. Không nên đáp mấy cái túi. Mình thích mấy cái túi quá các bạn. Đáp mấy cái này đi. Đồ ăn thì vẫn phải mang theo để ăn. Có thực thì mới vượt được đảo các bạn ạ. Ờ, mình sẽ lên mình gõ mấy cái dương. Lên cái gì gõ mấy cái dương để lấy đồ ở trong. Let's go. Đồ, đồ. Đồ của tao. Ui nó mạnh quá. Nó mạnh quá các bạn ơi. Đánh không lại. Ui mình không ngờ con boss nó mạnh như vậy luôn. Ui thì kia mấy cái kia đã lên trên đây rồi. Bye. Thôi ok, có lẽ mình sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Và mình nghĩ là khi nào đồ mình xịn hơn thì mình đánh con boss được các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.